Xin chào các em, chào mừng các em đến với môn học tìm hiểu cộng đồng châu Á. Cô là Hà Lê Kim Anh. Trong môn học này, các em đã có cơ hội tìm hiểu những chuyên đề rất là khái quát về châu Á, cũng như một số chuyên đề chuyên sâu về kinh tế, chính trị, tôn giáo hay là tài chính ngân hàng của cộng đồng châu Á. Trong bài giảng ngày hôm nay thì cô muốn đứng ở một góc độ rất là nhỏ để chia sẻ với các em một vấn đề mà cô nghĩ nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt là nó sẽ rất là gần gũi với các em. Chuyên đề ngày hôm nay có tên là đặc trưng văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ và quan niệm âm dương thể hiện trong từ ngữ chỉ phương hướng tiếng Hán. Trước khi vào với bài học thì chúng ta hãy cùng đến với một câu đố được không? Các em có nhận ra đây là quốc kỳ của những quốc gia nào không? Rồi, chúng ta thấy là phần bên trái của màn hình đây là quốc kỳ của Hàn Quốc đúng không nào? Còn bên phải thì đây là quốc kỳ của nước Nhật Bản. Chúng ta có nhận ra phía dưới này đây là quốc kỳ của nước nào không? Đây chính là quốc kỳ của Malaysia. Và bên phải ở đây, đây là quốc kỳ của Singapore, đúng không nào? Chúng ta có nhận thấy một cái điều gì rất là đặc biệt trong quốc kỳ của các quốc gia này hay không? Và liệu các em đã bao giờ nghĩ hoặc là suy nghĩ hoặc tìm hiểu về những hình ảnh thể hiện trên quốc kỳ của một quốc gia, nó có mối liên hệ như thế nào với văn hóa hay là những đặc trưng của dân tộc đó hay chưa? Hay là chúng ta cùng nhìn một cái hình vẽ này, các em có nhận ra đây là gì không? Đúng rồi, đây chính là chiếc la bàn, đúng nhỉ? La bàn chúng ta còn có tên gọi khác đó là kim chỉ nam. Chúng ta có thấy cái kim mà trên chiếc la bàn này nó thể hiện cái hướng mà cái la bàn nó chỉ, nó luôn luôn là hướng gì nhỉ? Nó luôn luôn là hướng bắc, đúng nào? Thế tại sao người ta không gọi là kim chỉ bắc? Cái kim rõ ràng nó chỉ về phía bắc, hướng bắc, mà tại sao người ta không gọi là kim chỉ bắc mà người ta lại gọi là kim chỉ nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu tất cả những vấn đề này qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 phần. Thứ nhất là đặc trưng văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ. Thứ hai là cô sẽ giới thiệu một cách rất là sơ lược về thuyết âm dương. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thuyết âm dương thể hiện trong từ ngữ chỉ phương hướng tiếng Hán như thế nào. Các em đều biết ngôn ngữ là hệ thống ký hiệu lưu giữ văn hóa và nó cũng là tấm gương phản chiếu văn hóa của một nền dân tộc. Các yếu tố văn hóa về thế giới quan hay là nhân sinh quan hay cách tư duy, phong tục tập quán của một dân tộc thì được thể hiện rất là rõ nét trong ngôn ngữ. Và tiếng Hán thì chúng ta biết nó là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời, đặc biệt là chữ Hán là loại hình chữ viết tượng hình, biểu ý và bao hàm những nội dung văn hóa rất là phong phú. Chúng ta cũng biết là trong châu Á thì rất nhiều quốc gia đã từng sử dụng chữ Hán, ví dụ như kể cả Việt Nam chúng ta hay là nước Nhật, nước Hàn Quốc v.v. Và cũng có những cái sự ảnh hưởng hay là có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với nền văn hóa Trung Hoa. Chính vì thế nên là cô muốn lựa chọn cái chuyên đề này để chia sẻ với các em trong bài học ngày hôm nay. Về đặc trưng văn hóa thể hiện trong ngôn ngữ thì chúng ta đều thấy rất là rõ nét. Thứ nhất, đấy là ngôn ngữ là ký hiệu của văn hóa. Ngôn ngữ thể hiện thế giới quan của một dân tộc, ngôn ngữ thể hiện tâm lý văn hóa của một dân tộc. Và thực tế là đằng sau mỗi một cái hình ảnh ngôn ngữ, một cái vỏ bọc ngôn ngữ thì nó bao hàm một cái câu chuyện văn hóa rất là thú vị, đúng không nào? Thứ nhất, nếu để nói về ký hiệu, ngôn ngữ là ký hiệu của văn hóa, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều các cái ví dụ thú vị. Ví dụ như nếu các bạn học tiếng Nhật thì chúng ta sẽ thấy là trong tiếng Nhật sẽ xuất hiện rất nhiều những cái từ hoặc là những thành ngữ mà ẩn chứa cái hình ảnh con cá, đúng không? Nó xuất hiện từ cá. Hay là trong ngôn ngữ của vùng Eskimo thì cái từ tuyết nó thể hiện rất là nhiều trong cái ngôn ngữ đó, bởi vì là cái vị trí địa lý cũng như là cái đặc điểm thời tiết ở vùng Eskimo nên là người ta có rất nhiều từ ngữ để phân chia, ví dụ tuyết dày, tuyết mỏng, bão tuyết, bão tuyết mà tuyết rất là nhiều hay là bão tuyết chỉ vừa vừa thôi thì nó cũng có các từ ngữ khác nhau để chỉ những cái hình ảnh như vậy. Hay là từ chư, từ ăn trong tiếng Hán thì nó được sử dụng rất là nhiều. Ví dụ như là trong tiếng Việt của chúng ta cũng có một số từ tương đương, ví dụ như chúng ta nói ăn bám bố mẹ này, hay miệng ăn muối lở này, thích ăn lười làm này, thì những cách thể hiện này tiếng Việt và tiếng Trung đều có xuất hiện từ chư, từ ăn. Tuy nhiên thì nếu để so sánh cái tần suất sử dụng của chữ chư trong tiếng Hán và chữ ăn trong tiếng Việt thì chữ chư trong tiếng Hán được dùng rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta nói là uống thuốc này, chịu khổ này, sợ hãi này, hay chịu thiệt thòi thì trong tiếng Trung đều dùng cái động từ chư để thể hiện. Ví dụ như là chư yao là ăn thuốc. Chư khổ tức là ăn cái khổ, ăn cái nỗi khổ tức là chịu khổ đấy. Hoặc là chư chinh là ăn nỗi sợ hãi là rất là sợ hãi. Hoặc là chư khuây là chịu thiệt thòi, ăn cái sự thiệt thòi. Thì chúng ta thấy là cái từ chư, từ ăn trong tiếng Hán được sử dụng rất là nhiều. Hay là người Trung Quốc trước đây, bây giờ thì có thể không, nhưng mà trước đây thì người ta gặp nhau, cái câu chào hỏi thường xuyên của người ta đó là nǐ chī lè ma, là bạn đã ăn chưa? Bởi vì lúc đó thì người Trung Quốc cũng rất là
tình hình kinh tế rất là khó khăn, đúng nhỉ? Cái việc ăn, được ăn và được ăn no nó như là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với người dân trong cái cuộc sống hàng ngày. Chính vì thế nên gặp nhau là người ta sẽ hỏi là bạn đã ăn chưa? Và từ đấy thì chúng ta thấy được là ăn trong cái văn hóa của Trung Hoa nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh này, trên màn hình này là những hình ảnh gì đây nhỉ? Hình ảnh con trâu đúng không? Một hình ảnh rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Người nông dân Việt Nam thì coi con trâu như là người bạn của mình, đúng nhỉ? Và chúng ta trong cái tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta cũng có rất nhiều câu ca dao tục ngữ nói về hình ảnh con trâu. Ví dụ như là con trâu là đầu cơ nghiệp, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Hay là bài ca dao trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta, vân vân, đúng nhỉ? Thế thì tất cả những cái đó, những cái câu ca dao tục ngữ đó nó phản ánh cái nét văn hóa gì? Nét văn hóa đó là văn hóa lúa nước của người Việt Nam. Trong cái nền văn hóa lúa nước của chúng ta thì con trâu nó như là một người bạn giúp người nông dân cày cấy. Và chính vì thế nên tất cả những cái ngôn ngữ của chúng ta, những cái câu ca dao tục ngữ của chúng ta thì hình ảnh con trâu được thể hiện rất là rõ nét và rất là sinh động, và cũng như thể hiện cái tình cảm gắn bó của người nông dân với con trâu. Hay là một ví dụ khác cô muốn chia sẻ với các em, đó là cái sự phong phú trong từ ngữ chỉ quan hệ họ hàng của tiếng Trung và tiếng Việt. Ví dụ như là chúng ta có ông bà, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, đúng nhỉ? Cô, chú, bác, dì, thím, cậu, mợ, cháu chắc, vân vân. Rất là nhiều những cái từ chỉ quan hệ họ hàng, tiếng Trung cũng thế và tiếng Việt cũng thế. Và trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta biết là chúng ta còn dùng từ chỉ quan hệ họ hàng để thay cho từ xưng hô, đúng không? Nếu như tiếng Anh chỉ có I, you, he, she, thì tiếng Trung hay là tiếng Việt thì chúng ta có thể dùng ông bà, anh chị, cô chú bác để chúng ta gọi đối phương, gọi cái người đang đối thoại với mình. Chúng ta sẽ gọi ông ơi, chú ơi, cô ơi, chị ơi, đúng không? Và điều này nó thể hiện cái nét văn hóa coi trọng quan hệ gia đình, thân tộc của người Trung Quốc và người Việt Nam. Ở trên cái bảng này chúng ta sẽ thấy được là trong tiếng Trung và tiếng Việt, đây, tất cả những cái từ ngữ chỉ quan hệ họ hàng thân thuộc, nếu chúng ta so sánh với tiếng Anh thì chúng ta sẽ thấy là tiếng Trung và tiếng Việt thì cái mối quan hệ họ hàng thân tộc nó rất là phức tạp, rất là nhiều từ ngữ để chỉ cái mối quan hệ này. Và nếu so sánh giữa tiếng Trung và tiếng Việt thì chúng ta thấy tiếng Trung là phức tạp hơn tiếng Việt. Ví dụ như là trong tiếng Việt thì chúng ta nói ông nội, ông ngoại, cả ông nội và ông ngoại thì đều có từ ông, và từ ông được thể hiện là một cái khái quát, một cái từ khái quát. Nhưng trong tiếng Trung thì nó chia ra hai từ khác nhau là từ dế dệ và từ vai cung. Tương tự như vậy là với bà nội và bà ngoại. Hay là em trai, em gái, trong tiếng Việt thì chúng ta gọi em trai, em gái, từ em nó là một từ khái quát, nhưng tiếng Trung thì nó tách ra thành hai từ khác nhau. Như vậy nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái, như cô vừa nói, đó là trong văn hóa của người Trung Quốc và người Việt Nam thì rất quan trọng cái mối quan hệ thân tộc gia đình. Cái ý thứ hai, ngôn ngữ thể hiện thế giới quan của một dân tộc, thì chúng ta biết là mỗi một dân tộc do cái vị trí địa lý khác nhau, họ sẽ sinh sống ở những vùng miền khác nhau, và họ sẽ cảm nhận và hiểu về thế giới tự nhiên theo những cái cách khác nhau. Và những cảm nhận này và cũng như những hiểu biết này thì sẽ được thể hiện trong ngôn ngữ. Cô lấy ví dụ như là trong tiếng Hán thì âm và dương nó thể hiện rất là rõ quan niệm của đạo giáo và cái cách nhìn nhận về vũ trụ, về tự nhiên của người Trung Quốc. Hay là những vùng mà có cả bốn mùa xuân hạ thu đông thì người ta sẽ cảm nhận về thời tiết, cũng như người ta chắc chắn người ta sẽ có những từ ngữ để biểu thị những cái hiện tượng thời tiết bao gồm cả xuân hạ thu đông. Còn những cái vùng mà chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa thì cái từ ngữ liên quan đến thời tiết xuân hạ thu đông chắc chắn là sẽ không có và không phong phú bằng những cái vùng mà có cả đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái ý thứ ba, ngôn ngữ thể hiện tâm lý văn hóa của một dân tộc, điều này thì thể hiện rất là rõ. Thứ nhất, ví dụ chúng ta biết là cái cách chào hỏi của các cái ngôn ngữ thì cũng rất là khác nhau, đúng không? Ví dụ như là người Trung Quốc, như vừa đầu giờ cô có nói là trước đây người ta gặp nhau thì người ta rất hay hỏi nhau là chư là ma, thì chư là ma tức là bạn đã ăn chưa, thể hiện cái sự quan tâm với đối phương xem là ngày hôm nay đã được ăn chưa và có được ăn no hay không. Đó, trong cái bối cảnh là cái cuộc sống rất là khó khăn trước đây. Hay là người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta, nếu chúng ta trên đường, chúng ta có để ý không, nếu như chúng ta đi trên đường mà chúng ta gặp người hàng xóm, thường thì tất nhiên chúng ta cũng có thể chào cháu, chào cô, cháu, chào chú, nhưng nếu rất là thân thuộc thì chúng ta thường chúng ta sẽ hỏi người ta, ví dụ như là ôi cô mới đi chợ về à, đúng không, hay là bác xách cái gì mà nặng thế, vân vân. Thì cái việc mà chúng ta chào hỏi bằng cái cách thể hiện một cái câu hỏi, thể hiện cái sự quan tâm đối với cái việc mà đối phương đang làm, nó là một cái nét biểu trưng rất là rõ rệt trong cách chào hỏi của người Trung Quốc và người Việt Nam. Nó khá là khác so với những cái cách chào hỏi của các dân tộc khác.
hay là cái hiện tượng cấm kỵ trong các ngôn ngữ. Điều này nếu như các bạn nào mà có hứng thú để nghiên cứu về vấn đề này thì tôi nghĩ đây cũng là một chủ đề rất là hay để các em nghiên cứu ở những vấn đề cấm kỵ trong ngôn ngữ. Ví dụ như là người Trung Quốc thì không ăn, khi mà ăn lê thì người ta không cắt cái quả lê ra mà người ta ăn cả quả. Hay là những người mà đang yêu nhau thì người ta sẽ không ăn cái quả lê. Hay là người ta sẽ không tặng nhau cái ô. Tại sao lại thế? Hoặc là không tặng nhau đồng hồ. Tại sao lại thế? Thì bốn cái ví dụ về cái điều cấm kỵ này của người Trung Quốc thì đều liên quan đến hiện tượng hài âm trong tiếng Hán. Bởi vì lê trong tiếng Hán nó là lý, và lý nó cũng đồng âm với lại phân ly, phân lý. Nên là người ta nghĩ là nếu như ăn lê mà chúng ta cắt ra thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chia tay nhau, chúng ta sẽ không được đoàn tụ với nhau nữa. Hay là chiếc ô trong tiếng Trung nó là sản, nó cũng đồng âm với san, tức là tản ra, tức là không được ở cùng với nhau. Chính vì thế nên những người yêu nhau thì chắc chắn là người ta sẽ không tặng nhau ô. Hay là đồng hồ trong tiếng Trung là trung, trung. Thì nếu mà tặng đồng hồ trong tiếng Trung sung trung thì nó đồng âm với lại là đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Đấy, sung trung. Chính vì thế nên người Trung Quốc là người ta sẽ không tặng nhau đồng hồ treo tường. Hay là cái tập tục là rắc táo đỏ này, lạc này, long nhãn, hạt sen lên giường của cô dâu chú rể. Cái này thì không chỉ là người Trung Quốc mà người Hàn Quốc cũng có cái tập tục này, đúng không? Những cái tập tục này nó thể hiện cũng là hiện tượng hái âm. Những cái vật này thì nó đều là đồng âm với cái câu là chào sang quý tử, tức là sớm sinh quý tử trong tiếng Trung. Chính vì thế nên là trong lễ cưới của người Trung Quốc, đặc biệt là trong lễ cưới truyền thống, thì người ta sẽ rắc táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen lên giường của cô dâu chú rể với một cái mong ước, mong nguyện, đó là cô dâu chú rể sẽ sớm sinh quý tử. Hay là cái tập tục ăn cá trong dịp Tết của người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì ví dụ như Việt Nam của chúng ta ngày Tết thì chắc chắn là phải có gà này, có giò này, có bánh chưng này, đúng nhỉ? Nhưng mà người Trung Quốc thì ngày Tết người ta sẽ ăn cá. Tại sao người ta lại ăn cá? Bởi vì cá trong tiếng Trung là úy, và nó đồng âm với úy là dư giả. Có nghĩa là nếu chúng ta hiểu theo âm Hán Việt đó là ngư, úy là ngư, thì đồng âm với dư trong tiếng Trung đều đọc là úy. Vì thế người Trung Quốc ăn cá vào ngày Tết để người ta muốn thể hiện cái mong muốn là năm nào cũng dư giả, năm nào cũng dư giả. Hay là cái tập tục ăn mì trường thọ trong dịp sinh nhật của người Trung Quốc này, người Hàn Quốc này, người Nhật này, vân vân, đúng nhỉ? Trường thọ tráng sâu miệng, mì trường thọ. Hoặc là với người Trung Quốc thì chúng ta biết là ngày Tết người ta sẽ dán chữ phúc ở ngoài cửa nhà, đúng không? Nhưng mà các bạn đã bao giờ nhìn thấy người Trung Quốc dán chữ phúc như thế nào chưa? Người ta không dán thẳng lên mà người ta dán đảo ngược lại. Chữ phúc dán ngược, ngược tức là đảo đấy, phúc đảo thì nó đồng âm trong tiếng Hán, nó đồng âm với phúc đáo, đáo có nghĩa là đến, mã đáo thành công ấy, đáo nghĩa là đến. Chính vì thế người Trung Quốc dán chữ phúc ngược với một cái ý niệm đó là phúc đã đến nhà tôi. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó đều thể hiện cái hiện tượng tâm lý văn hóa của một dân tộc thể hiện trong ngôn ngữ. Cái thứ tư là chúng ta nói ngôn ngữ là từng câu chuyện văn hóa thú vị. Ví dụ như là chúng ta nói là người, kể cả người Trung Quốc hay người Việt Nam, chúng ta hay nói là đi Tây Thiên, đúng không? Hay là đi trời Tây rồi, lên trời Tây rồi, sang Xi Thiên có nghĩa là sao? Nghĩa là người đấy đã qua đời, đúng không? Hay là người Trung Quốc nói nếu mà muốn ví von hình ảnh một ông chồng mà bị bà vợ cắm sừng, đúng nhỉ? Bà vợ ngoại tình thì trong tiếng Việt chúng ta gọi là ông này bị cắm sừng, cắm sừng, đúng không? Nhưng người Trung Quốc thì người ta sẽ nói là tai ly mao dự, tức là đội một cái mũ màu xanh. Chính vì vậy nên là chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ rất khó bắt gặp hình ảnh một cậu con trai hoặc một người đàn ông Trung Quốc mà đội một cái mũ màu xanh ở trên đầu, bởi vì nếu người đấy đội cái mũ màu xanh thì nó hàm ý là sao? Là ông ấy đang bị cắm sừng đó. Hay là cái từ sỏ mũi, rắc mũi trong tiếng Việt và tiếng Trung đều có. Cái từ này thì vừa rồi chúng ta nói đến hình ảnh con trâu hay là con bò, chúng ta đều biết là để thu phục cái con trâu hay con bò, để nó vốn nó là một cái con vật mà nó có thể không chịu khuất phục ta, không chịu làm việc cho ta, thì người ta phải có một cái tục lệ, đúng nhỉ? Đó là sỏ cái dây thừng vào mũi của con trâu hay là con bò thì nó mới có thể sỏ dây thừng vào con trâu, mũi con trâu thì nó mới có thể là khuất phục ta để làm cho chúng ta, đúng không? Thế thì cái từ sỏ mũi hay là từ dắt mũi nó bắt nguồn từ đó, và nó thể hiện là sao? Là một người bị dẫn dắt, bị phải nghe theo người khác, làm theo người khác. Hay là cái hình ảnh lưỡi chê làng, hình ảnh chân lấm tay bùn, đào mận trong tiếng Việt thì nó đều thể hiện những cái câu chuyện văn hóa đằng sau đó. Còn trong tiếng Trung thì ví dụ như là hình ảnh con rùa này, hình ảnh đào mận trong tiếng Trung, hình ảnh con rùa trong tiếng Trung chúng ta biết là nó là một hình ảnh rất là tệ, là một cái câu dùng để chửi, đúng nhỉ? Chửi người khác, đồ rất là đốn mạt thì người ta sẽ gọi là đồ con rùa. Hay là đào mận trong cái hình ảnh của tiếng Việt thì chúng ta biết nó
thể hiện cái tình yêu nam nữ, đúng không nhỉ? Bây giờ Mận mới hỏi Đào, Vân Hồng đã có hay vào hay chưa? Nhưng Đào Mận trong tiếng Trung là tháo lỉ, thì nó lại không phải thể hiện cái tình yêu nam nữ, mà nó thể hiện đó là người học trò. Ví dụ nếu chúng ta nói là tháo lỉ mảng thiên sa, có nghĩa là một người thầy giáo khắp nơi đều có học trò, có nghĩa là có rất nhiều học trò đó. Hay là những cái nét văn hóa trong phong tục tập quán về ăn uống, về ẩm thực của người Nhật, người Hàn Quốc, người Trung Quốc hay người Việt Nam, hoặc là văn hóa nơi công cộng của người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc, đúng không? Tất cả những cái này thì cô nghĩ nó đều là những cái chủ đề rất là hay để các em có thể tìm hiểu và nghiên cứu, và chắc chắn là chúng ta sẽ khám phá ra được rất nhiều điều thú vị đằng sau những cái câu chuyện văn hóa này. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai của bài học. Cô sẽ giới thiệu rất là khái quát về thuyết âm dương. Về lý thuyết về thuyết âm dương thì có rất nhiều, đúng không nhỉ? Và có thể là đâu đó trong môn cơ sở văn hóa Việt Nam hoặc các môn học khác thì các em cũng đã được tìm hiểu. Ở đây thì chúng ta thấy là đây là hình ảnh âm dương, đúng không? Hình ảnh âm dương, có âm có dương, và từ âm dương thì chúng ta thấy là người ta có các cái quẻ quẻ dịch, đúng không nhỉ? Ví dụ người ta hay nói thái cực thì sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, và bát quái thì nó sẽ ra 64 quẻ. Thuyết âm dương thì có nguồn gốc, có nhiều cái cách giải thích khác nhau. Tuy nhiên thì với người Trung Quốc thì người ta tin là thuyết âm dương là do Phục Hy sáng tạo ra, và nó thể hiện rất là rõ ở trong kinh dịch. Và tại sao lại thế? Bởi vì chúng ta thấy là khi mà con người người ta sống trong cái thế giới tự nhiên, người ta bắt đầu quan sát cái thế giới tự nhiên thì người ta phát hiện ra là có ngày này, rồi lại có đêm này, có mặt trời này, rồi có mặt trăng này, rồi cha mẹ chúng ta thì cũng rất là khác nhau này, đúng nhỉ? Hay thời tiết thì có nóng, có lạnh, về cái phương hướng thì có phương Nam, phương Bắc, có mùa hè, mùa đông, đúng nhỉ? Ban ngày, ban đêm, rồi màu sắc thì cũng có các màu khác nhau. Hay là người ta dùng các cái số chẵn, số lẻ khác nhau để thể hiện. Chính vì đấy khi mà con người quan sát thế giới tự nhiên cũng như là những điều xung quanh mình thì người ta mới đặt ra cái thuyết âm dương để gọi là giải thích những cái hiện tượng trong thế giới tự nhiên. Và triết lý âm dương thì có thể nói không phải là triết lý về các cặp đối lập. Thông thường chúng ta thấy nói là âm dương này, trời đất này, đúng nhỉ? Ban ngày ban đêm này, đúng không? Hoặc là màu đen màu đỏ này, số chẵn số lẻ, thì chúng ta hay nghĩ đến là nó là cái gì đó, là những cái cặp đối lập nhau. Nhưng thực tế cái điều quan trọng nhất của triết lý âm dương không phải là việc tìm hiểu về cái cặp đối lập nhau hay là cái sự đối lập nhau của các hiện tượng sự vật trong vũ trụ, mà điều quan trọng của triết lý âm dương chính là ở bản chất và quan hệ của hai cái khái niệm âm dương này. Quan hệ đó là gì? Quan hệ đó là không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Trong âm thì có dương, và trong dương thì có âm, và hết âm thì lại đến dương, hết dương thì lại đến âm, và đây là một cái vòng tròn luôn luôn chuyển động không ngừng. Chính vì thế nên tại sao lại là cái vòng tròn bát quái lúc nãy chúng ta nhìn, tại sao nó lại là vòng tròn thể hiện âm dương, đúng không? Hết âm thì lại đến dương, hết dương thì lại đến âm, luôn luôn chuyển động không ngừng. Và một điều nữa, ví dụ chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể lấy những cái ví dụ để minh họa cho cái triết lý này của thuyết âm dương. Ví dụ như đất, đúng không? Chúng ta sẽ nói là đất lạnh, đúng nhỉ? Đất thì rất là lạnh, nếu chúng ta nằm ở dưới đất chúng ta sẽ cảm thấy là đất rất là lạnh. Nhưng thực tế ra nếu chúng ta chôn ở một cái gọi là một cái độ sâu vừa phải thì chúng ta cũng thấy là rất lạnh, nhưng nếu đào sâu vào trong lòng đất, thẳm sâu vào trong lòng đất thì lại là nóng, đúng không? Núi lửa phun trào là từ lòng đất, đúng nhỉ? Thế nên là đất lạnh nhưng sâu trong lòng đất thì lại là nóng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đi hết âm thì vào trong lòng đất thì lại là dương. Trời nắng nóng tức là đang dương, đúng không? Nhưng nắng nóng lên đến đỉnh điểm thì sẽ làm sao? Sẽ tạo ra mưa, lại quay về âm. Hay là cái màu đen, trắng, xanh, vàng, đỏ, chúng ta có thể dùng hình ảnh của một cái hạt mầm nảy trồi, rồi nó một cái hạt mầm, đúng nhỉ? Đầu tiên là nó nằm trong đất, đúng không? Một hạt mầm nằm trong đất, và đất thì ươm cái mầm này, cái mầm này nó màu trắng, đúng nhỉ? Đất ươm cái mầm và nó nảy mầm rồi thì sẽ nảy lộc thành cây lá xanh, rồi thì sao? Lá sẽ chuyển sang màu vàng, chuyển màu vàng rồi lại chuyển thành màu đỏ, và rồi làm sao? Lá lại rụng xuống và lại hòa tan vào đất. Thì chúng ta thấy là cả một cái đấy nó như một cái vòng tròn khép kín, hết âm lại dương, hết dương lại âm, luôn luôn chuyển động không ngừng, đúng không nhỉ? Thì ở đây những cái hình ảnh này chúng ta thấy đây là hình ảnh của cầu lửa, đúng không? Tượng trưng cho mặt trời. Còn đây thì là mặt trăng. Mặt trăng khi mà để thể hiện về cái tính âm của nó thì bao giờ cũng là mặt trăng hình khuyết, đúng nhỉ? Mặt trăng khuyết. Ở đây thì chúng ta cũng thấy là ánh mặt trời
rất là sáng lạng đúng không? Và cây cối thì rất là tươi tốt. Thế còn ở đây là hình ảnh mặt trăng vào ban đêm, đúng nhỉ? Nó tạo một cái sự u ám hay là rất là lạnh lẽo, lạnh lẽo. Thế thì trong tiếng Hán và tiếng Việt thì chúng ta thấy là âm và dương nó thể hiện khá là rõ trong cái ngôn ngữ ở tiếng Hán và tiếng Việt. Ví dụ có rất nhiều từ ngữ xuất hiện âm hoặc là xuất hiện dương. Ví dụ trong tiếng Hán thì người ta sẽ nói là âm hư, dương thịnh. Âm thì bao giờ cũng là hư. Khi người Trung Quốc chúng ta biết là cái Trung Y rất là phát triển, đúng nhỉ? Rất là nổi tiếng. Và khi người ta khám bệnh cho một người, người ta bắt mạch cho một người thì người ta sẽ kết luận xem là cái người đấy là âm đang hư hay là dương đang thịnh. Có nghĩa là cái âm dương chúng ta biết là nó cái văn hóa âm dương nó áp dụng rất là nhiều trong đời sống của người Trung Quốc cũng như là người châu Á, từ ẩm thực này, từ chữa bệnh này, đúng nhỉ? Từ là xem phong thủy này, đúng không? Rất nhiều, hay là kể cả cái việc mà chúng ta phối hợp các màu sắc cũng thể hiện những cái văn hóa âm dương trong đó. Hay là chúng ta có lịch âm và lịch dương là thể hiện cái vòng quay của mặt trời, còn lịch âm là cái đường đi của mặt trăng, đúng không? Hay là trong tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta chỉ có một từ là ban công thôi. Và nếu chúng ta nói ban công thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến là một cái khoảng trống ở phía bên ngoài của căn nhà, đúng nhỉ? Và nó đón cái ánh nắng mặt trời. Thế nhưng trong tiếng Trung thì nó có, nếu là ban công kiểu như thế, tức là phía bên ngoài, thì người ta sẽ gọi là giáng thái, tức là dương đài. Dương có nghĩa là chỉ về phía mặt trời, đúng không? Đón ánh nắng mặt trời, người ta gọi là dương đài. Thế còn ví dụ như trong những cái nhà hát, chúng ta thấy là trên tầng 2, tầng 3 của những nhà hát thì nó cũng có một cái khoảng trống, nhưng nó ở phía bên trong, đúng nhỉ? Nó có những cái khoảng mà chúng ta ngồi trên tầng 2, tầng 3. Như thế thì trong tiếng Trung người ta gọi là in thái, âm đài, có nghĩa là một cái khoảng không gian nhưng nó ở phía bên trong của một tòa nhà. Thế thì từ âm và từ dương ở đây, từ in và từ yán ở đây nó thể hiện rõ cái vị trí của cái khoảng trống đó. Hay là trong tiếng Việt thì chúng ta có từ rãnh này, cống này, đúng nhỉ? Nếu mà để thể hiện cái cống đấy là cống nổi hay cống ngầm thì chúng ta phải dùng từ nổi hoặc là từ ngầm. Tiếng Việt chúng ta dùng nổi hoặc là ngầm để thể hiện. Nhưng trong tiếng Trung thì người ta sẽ dùng là gọi là rãnh dương và rãnh âm. Rãnh dương có nghĩa là những cái cống mà nó nổi, nó không có cái gì để che nó cả, đúng nhỉ? Chúng ta nhìn thấy nó là cái cống. Thế còn cống ngầm người ta gọi là cống âm, tức là nó ẩn ở phía dưới lòng đất. Đó, thì hai cái từ in và yang, âm và dương được dùng như thế này trong tiếng Hán. Hay là chúng ta có chữ nổi, đúng nhỉ? Chữ nổi dùng cho những người khiếm thị. Thì trong tiếng Trung người ta dùng là chữ dương, tức là yang zi. Chữ dương có nghĩa là nổi lên. Còn chúng ta có cả chữ lõm, đúng nhỉ? Chữ lõm. Chúng ta có chữ lõm hay là hoa văn lõm hay là những cái hình lõm, đúng không? Thì trong tiếng Trung người ta dùng là chữ âm. Lõm xuống thì người ta gọi là âm, chữ âm và chữ dương. Đó, thì chúng ta thấy âm và dương được sử dụng trong tiếng Hán và tiếng Việt như vậy. Hay là chúng ta còn thấy có cực âm, cực dương này, hay là âm phủ dương gian, đúng không? Âm phủ dương gian, hay là âm đức, dương thọ hay là hưởng dương. Thì tất cả những cái này nó thể hiện là gì? Là cái thuyết âm dương nó được thể hiện trong cái tiếng Việt và tiếng Trung. Đây chỉ là một vài ví dụ con muốn lấy để minh họa cho chúng ta thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba của bài học, đó là quan niệm âm dương thể hiện trong từ ngữ chỉ phương hướng của tiếng Hán. Ở đây là hình ảnh của một chữ Hán. Các em thấy cái hình ảnh này nó giống hình ảnh gì? Chúng ta có thể nhận thấy cái phần ở giữa này, nó là biểu tượng của cái gì không? Đúng rồi, đó là biểu tượng của mặt trời. Phần ở giữa này, phần màu đỏ và có một cái chấm ở giữa này, nó chính là biểu tượng của mặt trời. Đây là chữ Hán cổ. Và cái phần xanh ở phía trên cũng như là phần xanh ở phía dưới, nó là gì? Đúng rồi, đó chính là những cây cỏ. Những cây cỏ. Vậy thì người Trung Quốc cổ đại người ta quan sát buổi sáng người ta bước ra khỏi nhà hoặc là bước ra đồng và người ta quan sát làm sao người ta thấy ở phía xa xa kia mặt trời đang lấp ló ở giữa những cái rặng cây rặng cỏ. Và người ta hiểu được là đấy chính là cái hướng mà mặt trời mọc. Và người ta gọi nó, người ta vẽ cái hình vẽ này để thể hiện đây là cái phương mà mặt trời mọc lên. Và người ta gọi nó là tung, và đấy chính là phía đông. Chính vì thế nên là phía đông có nghĩa là phía mà mặt trời mọc. Và nếu viết chữ Hán, chúng ta thấy đây là một cái chữ Hán cổ mà nó thể hiện rất là rõ cái tượng hình biểu ý trong chữ Hán, đúng không? Tính chất tượng hình biểu ý của chữ Hán. Thì đây chính là mặt trời nằm trong cây cỏ, thể hiện là hướng đông, hướng mặt trời mọc. Thế thì theo các em, hướng mà mặt trời mọc ấy thì nó sẽ thể hiện cái những cái điều tốt đẹp,
hay là đen đủi, nó thể hiện cái sự cường thịnh, cái sự gọi là phát triển hay là sự suy tàn. Ok, chắc chắn là nó sẽ thể hiện cái sự phát triển, đúng nhỉ, sự cường thịnh, những điều tốt đẹp, bởi vì mặt trời mọc lên mà. Khi mặt trời lên thì làm sao xua tan những đám mây, đem đến cái ánh nắng và giúp cho cây cỏ, cây hoa lá làm sao đâm chồi nảy lộc, giúp cho con người có thể sưởi ấm được, đúng nhỉ, xua tan cái lạnh giá. Thế thì phía đông nó sẽ thể hiện cái sự sinh sôi, nảy nở, nó thuộc về tính dương. Và nó gắn, vì nó thuộc về tính dương nên nó gắn với nam giới, gắn với những điều tốt lành và những vị trí được coi trọng. Thế thì trong tiếng Hán, cái điều này nó thể hiện rất là rõ trong tiếng Hán. Ví dụ, tiếng Hán có từ tung choáng, tung là đông rồi nhá, choáng là cái giường. Cái từ này, nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa bề mặt thì chúng ta sẽ hiểu là cái giường ở phía đông. Nhưng thực tế cái từ này nó có nghĩa là con rể. Tại sao? Tại vì là người Trung Quốc người ta quan niệm là con rể là khách, rể là khách, đúng không? Giống như Việt Nam chúng ta nói dâu là con, rể là khách. Nên khi con rể mà đến nhà bố mẹ vợ ấy, thường là con rể rất ít khi đến chơi nhà bố mẹ vợ, đúng không, và ngủ lại qua đêm. Nên là nếu khi con rể đến thì bao giờ nhà bố mẹ vợ cũng sẽ dành cho con rể một cái giường làm sao ở cái vị trí gọi là quan trọng nhất, nên gọi là cái giường phía đông chính là tung choáng, chính là con rể, thể hiện cái sự gọi là trong văn hóa Trung Quốc là cũng rất là quý trọng các chàng rể, đúng không? Hay là chúng ta có từ tung ti, đây là danh gia vọng tộc, nó có nghĩa là danh gia vọng tộc, nó thể hiện tung ở đây mang cái ý nghĩa đó là rất là quý phái, quý tộc. Hay là người Trung Quốc nếu mà tế lễ, họ tổ chức những cái cuộc tế lễ thần thì bao giờ người ta cũng tổ chức ở phía đông, những cái lễ mà tế thần, tạ thần thì bao giờ cũng tổ chức ở phía đông. Chính vì thế nên là chúng ta biết núi Thái Sơn, núi Thái Sơn ở Trung Quốc đúng không? Và các em có biết ở tỉnh nào không? Ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thì núi Thái Sơn ở Trung Quốc có 5 ngọn núi nổi tiếng, thì núi Thái Sơn chính là ở phía đông, chính là Thái Sơn là ở phía đông. Và chính vì thế nên tại sao những vua chúa ngày xưa bao giờ người ta tế lễ, tế trời, tế đất thì người ta cũng đều tổ chức những cái cuộc cầu khấn đó, những cái cuộc tế lễ đó ở núi Thái Sơn. Vì thế nên là nếu chúng ta có cơ hội đi thăm núi Thái Sơn, chúng ta sẽ thấy được rất nhiều những cái di tích văn hóa của các cái vua chúa hay là quan thần, hay là kể cả những nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, thi sĩ nổi tiếng Trung Quốc ngày xưa. Đó, thì cái núi Thái Sơn sở dĩ được người Trung Quốc coi trọng như vậy là bởi vì nó ở phía đông, không núi phía đông. Và một ý nữa đấy là người giàu, người Trung Quốc có cái câu là người giàu thì ở nhà hướng đông, còn người nghèo thì ở nhà hướng tây. Điều này nó cũng thể hiện là hướng đông là một cái hướng gì đó rất là cao quý. Hay còn có câu là tung chủ si phượng, đông chủ tây khách. Đông chủ nghĩa là gì? Nghĩa là người chủ thì ngồi ở phía đông, ngồi phía đông thì mặt sẽ hướng ra phía tây, đúng nhỉ? Còn người khách thì làm sao? Người khách thì ngồi ở phía tây thì mặt sẽ hướng ra phía đông. Mặt hướng ra phía nào thì thể hiện đấy là cái sự coi trọng. Nên là người khách thì ngồi ở vị trí phía tây và mặt thì nhìn ra hướng đông. Đấy là cái hướng rất là hưng thịnh, một cái vị trí ngồi rất là được tôn trọng nhất. Nên là người chủ thì bao giờ cũng phải nhường người khách cái vị trí đó. Nên Trung Quốc có câu là tung chủ si khượng, đông chủ tây khách. Hay là tung chủ, từ cái nghĩa này, từ cái nghĩa đông chủ thì nó có một cái từ là tung chủ hoặc là tung tao chủ, có nghĩa là người chủ, người chủ nhà. Hay là chúng ta có từ tung cha, pháng tung, tiên tung, chủ cửa hàng. Pháng tung là chủ nhà, cái người mà cho chúng ta thuê nhà. Thế thì đôi khi chúng ta sẽ không hiểu được là tại sao ở đây nó lại là chữ tung, sao pháng tung, pháng tung có, liệu có phải là căn phòng ở phía đông không, hay là phía đông của căn phòng không? Nhưng không phải như thế, mà đây là chủ nhà, chủ tiệm, đúng nhỉ? Chủ nhà, chủ cửa hàng, đúng nhỉ? Và nó xuất phát từ cái ý nghĩa tung là người chủ, là người chủ. Trong tiếng Việt của chúng ta thì có từ cổ đông. Cổ đông, đã bao giờ các bạn thử nghĩ xem là cổ đông nghĩa là gì không? Cổ đông nghĩa là gì? Do cổ đông tức là những người mà chúng ta nắm giữ một cái phần cổ phiếu của một cái công ty nào đấy, đúng không? Thì có bao giờ chúng ta thử hỏi là chữ đông trong cái từ cổ đông nó có nghĩa là gì không? Thực tế là nó xuất phát từ đây. Nó trong tiếng Hán nó cũng có từ cổ tung, và tung ở đây có nghĩa là làm chủ, đúng nhỉ? Chính vì vậy nên là cổ đông nó có nghĩa là gì? Là người chủ sở hữu của những cái cổ phiếu đó. Thế nên là như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về cái từ cổ đông trong tiếng Việt, nó xuất phát từ đây. Hay là điền đông, điền đông là những người chủ ruộng, đúng nhỉ? Đấy là về chữ đông. Thế bây giờ chúng ta đến chữ tây. Nếu như chữ đông nó thể hiện là một cái phương hướng, nó mang đến sự tốt đẹp, mang đến những điều hưng thịnh,
những cái sự tôn quý thì chắc chắn hướng Tây sẽ là ngược lại, đúng không nhỉ? Là ngược lại. Thế nên hướng Tây sẽ thể hiện cái sự suy tàn, hay là nó thuộc tính âm và nó thường gắn với nữ giới. Vì thế nên là nếu chúng ta nói để biểu thị là một người chết thì chúng ta sẽ nói là thế nào? Quy si hay là quy tiên, quy tây, đúng nhỉ? Quy si trong tiếng Hán là quy si, hoặc là sang si thiên là đi trời tây, đi lên tây thiên đấy, đúng không? Hoặc là trong tiếng Trung thì nó có cái từ si xoang, tây xương. Xương ở đây không phải là xương gió, xương ở đây là cái cánh cửa, cái cửa sổ. Tây xương nó biểu thị là người con gái. Người con gái mà chưa lấy chồng, đang ở cùng với bố mẹ thì bao giờ cũng sẽ ở cái nhà, ở cái căn phòng ở phía tây, có cửa sổ nên gọi là si xoang. Nếu bạn nào mà học tiếng Trung và học văn học Trung Quốc, sau này có thể chúng ta sẽ được học một cái tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc rất là nổi tiếng, đó là Si Xoang Chi, Tây Xương Ký, Tây Xương Ký. Hay là có từ si lấu, si lấu. Cái từ tây lầu, trong tiếng Việt đôi khi chúng ta cũng bắt gặp những cái hình ảnh, đúng nhỉ? Chiều chiều ra đứng tây lầu tây đấy, đúng không? Thế thì cái hình ảnh tây lầu trong tiếng Trung nó sẽ gắn với hình ảnh của người phụ nữ, thường là sẽ lên cái tây lầu này để làm sao, để nhìn về phương xa, để mong nhớ người yêu, mong nhớ chồng của mình đi xa chưa trở về. Nên là có từ si lấu, tây lầu. Hay là từ si phân, từ si phân là từ gió tây. Gió tây thì ý nói là gió mùa thu nó rất là lạnh, gió nó rất là lạnh, lạnh. Hay từ những cái từ như là chỗ ngồi phía tây, si pin, si khơ, si xí, tây tịch. Ví dụ ở đây cô muốn giới thiệu đây là cái từ tây tịch. Tây là phía tây rồi nhá. Tịch có nghĩa là gì? Tịch có nghĩa là cái chỗ ngồi, cái chỗ ngồi. Rồi, tây tịch trong tiếng Trung nó là chỗ ngồi ở phía tây, ngồi ở vị trí phía tây và mặt sẽ hướng về hướng đông. Chỗ này là một chỗ ngồi cao quý hay là không cao quý nào? Rồi, nếu như chúng ta liên tưởng lại cái nội dung vừa nãy khi cô nói về đông chủ tây khách, đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ thấy đây là một vị trí rất là tôn quý. Và trong tiếng Trung cái từ tây tịch, si xí trong tiếng Hán cổ đại nó biểu thị người thầy giáo. Chúng ta biết là trong xã hội phong kiến Trung Quốc thì quan trọng nhất là ai? Là quân, đúng không? Tức là nhà vua, đúng nhỉ? Nhà vua, vua là quan trọng nhất. Rồi sau đấy là đến thầy giáo, đúng không? Rồi mới đến bố của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy là trong cái xã hội phong kiến ngày xưa thì người thầy giáo, người thầy rất là được coi trọng. Và người Trung Quốc trong tiếng Hán cổ đại người ta dùng si xí để biểu thị là người thầy giáo. Vừa rồi thì chúng ta nói đến Đông và Tây. Đông và Tây, chúng ta nói Đông là biểu thị cho cái gì rất là tốt đẹp, rất là hưng thịnh, rất là tôn quý. Và Tây thì biểu thị một cái gì nó rất là mang tính chất là suy tàn này, không tốt đẹp này, đúng không? Hoặc là chết chóc này. Thế thì chúng ta sẽ thấy là trong những cái thành ngữ của Trung Quốc nó cũng thể hiện rất là rõ cái này. Tức là cái gì tốt đẹp thì bao giờ nó phải đứng trước, còn những cái gì không tốt đẹp nó sẽ phải đi theo sau. Chính vì thế nên những thành ngữ như chúng ta thấy là Tung Si Nán Bể, Đông Tây Nam Bắc, hay là Tung Văn Si Phảo, chạy Đông chạy Tây, Tung Trang Si Hoàng, ngó Đông nhìn Tây, hay là Dương Đông Kích Tây. Chúng ta trong bốn cái thành ngữ này thì chắc là các em sẽ quen thuộc với Đông Tây Nam Bắc này, hoặc là Dương Đông Kích Tây, đúng không nhỉ? Dương Đông Kích Tây. Chúng ta thấy là trong tiếng Trung nó còn những thành ngữ khác sử dụng Đông Tây kết hợp với nhau, và bao giờ Đông cũng đứng ở đằng trước, Tây thì sẽ phải đứng ở đằng sau, và nó cũng thể hiện được cái thứ bậc, đúng nhỉ? Đông là tốt đẹp thì nó phải đứng trước. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang đến phương hướng thứ ba, đó là hướng Nam. Nếu như hướng Đông và hướng Tây, đúng không? Nếu chúng ta thấy là rất là đối lập nhau, Đông thì rất là mang tính chất là mặt trời lên. Thế thì giữa Đông và Tây, nếu như chúng ta nhìn ở một cái ngọn núi, đúng nhỉ? Thì phía Nam là cái phía mà nó sẽ đón được nhiều ánh nắng, đón được nhiều gió hơn là phía Bắc, đúng không? Chính vì thế nên là Nam trong tiếng Trung, nó cũng là trong văn hóa của người Trung Quốc, thì về phương hướng thì Nam cũng là thuộc tính dương và cũng biểu thị những điều tốt đẹp, hưng thịnh, và nó cũng gắn với nam giới. Vì thế, người Trung Quốc cũng có một cái câu là chua bể cháo nán, có nghĩa là ngồi ở phía Bắc mà hướng về phía Nam là nó cũng là một cái vị trí chỗ ngồi rất là tốt đẹp. Và nhà, nếu người ta xây nhà thì bên cạnh cái việc là xây nhà hướng Đông thì người ta cũng rất coi trọng cái việc xây nhà hướng Nam. Cái này cũng giống với Việt Nam chúng ta, đúng không? Chúng ta có cái câu nói là gì? Lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam. Nhà hướng Nam thì làm sao? Đón được nắng, đón được gió mà lại không bị cái nắng gắt của hướng Đông chiếu vào, nó không quá quá là trực tiếp cái nắng đó. Hay là ở đây chúng ta thấy là vì hướng Nam nó biểu thị là dương, nên trong tiếng Trung một số địa danh của Trung Quốc, ví dụ như là Hoành Dương,
Hoành Dương là một địa danh của tỉnh Hồ Nam, hay là chúng ta có Quý Dương, Quý Dương là thủ phủ của tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Thì ở đây chúng ta thấy là ở tỉnh Quý Châu thì có núi Quý Sơn, còn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc thì có núi Hành Sơn, hay còn Hoành Sơn đúng không ạ? Thế thì ở phía nam của ngọn núi này, cái địa danh ở phía nam của ngọn núi này thì người ta đặt tên là Hành Dương hoặc là Quý Dương. Đó, thế nên là nghe thấy Quý Dương hay nghe thấy Hành Dương thì người Trung Quốc sẽ biết ngay nó là ở phía nam của cái ngọn núi núi Hành hay là phía nam của ngọn núi Quý Sơn. Đấy, thì chúng ta thấy là phía nam nó cũng biểu thị những điều tốt đẹp. Phía bắc tất nhiên là ngược lại với phía nam, biểu thị những điều tốt đẹp. Thì phía bắc sẽ là thuộc âm, nó biểu thị những điều tối tăm, suy tàn, thậm chí là chết chóc. Và với người Trung Quốc thì người ta quan niệm là phía bắc là nơi mà vạn vật mai phục ẩn mình, có những điều nguy hiểm đang rình rập chúng ta, thì đó chính là ở phía bắc. Rồi, và phía bắc thì nó sẽ gắn với nữ giới. Nữ giới trong tiếng Trung thì chúng ta có một cái từ là từ bảy tháng. Bảy là bắc, tháng là cái căn phòng. Bảy tháng có nghĩa là căn phòng phía bắc. Và cái từ bảy tháng này trong tiếng Trung thì nó thể hiện ý nghĩa là mủ chim, tức là mẹ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người mẹ thì sẽ ở căn phòng phía bắc. Chính vì thế nên là cái từ căn phòng phía bắc nó đại diện thể hiện là mẹ. Đó, thì chúng ta thấy đây là những cái nét văn hóa thể hiện trong phương hướng phía bắc và phía nam của Trung Quốc. Tương tự như là đông với tây, khi chúng ta nói về các thành ngữ, đông bao giờ cũng đứng trước và tây đứng sau. Thế thì nam và bắc cũng như vậy. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là đông tây nam bắc, đúng không? Đông tây trước này, rồi nam, rồi mới đến bắc, đúng nhỉ? Người Trung Quốc cũng ngoài cái việc người ta nói đông tây nam bắc giống như người Việt Nam, thì người ta cũng nói tung nán xi phẩy. Và cái cách nói này thậm chí là còn nhiều hơn, có nghĩa là gì? Đông nam tây bắc, đông nam tây bắc. Người Trung Quốc còn nói nhiều hơn là đông tây nam bắc. Đó, người ta nói đông nam tây bắc. Hay là những cái câu thành ngữ như là nán trân phẩy phá, tức là nam chinh bắc phản, nam trước rồi bắc sau, đúng không? Hay là nán truy phẩy lái, đi bắc về nam, đi nam về bắc. Hay là nán choán phẩy trưa, xe bắc đò nam, đúng nhỉ? Ý nói là hành tung rất là bí ẩn, nay đây mai đó, không cố định. Hay là còn có câu là nán trang phẩy tiêu, âm nam giọng bắc, ý để mỉa mai những cái người nói cái giọng không được chuẩn, có rất nhiều những cái âm của địa phương. Đấy, thì chúng ta thấy là những cái thành ngữ này nó đều là nán đứng đằng trước và phẩy đứng đằng sau, nam ở trước và bắc ở sau. Nó thể hiện cái quan niệm về âm dương của người Trung Quốc, người ta coi cái phía nam nó là những điều tốt đẹp, phía bắc là những điều không tốt đẹp. Thế thì bây giờ quay trở lại cái bức tranh này, được chưa? Lúc nãy chúng ta có nói đây là hình ảnh của cái la bàn, đúng nhỉ? Hình ảnh cái la bàn. Và chúng ta biết là la bàn thì nó còn có tên gọi là kim chỉ nam, và cũng là một trong bốn phát minh vĩ đại của người Trung Quốc, đúng nhỉ? Thế thì kim chỉ nam chử nán chân, kim chỉ nam. Tất nhiên là cũng có rất nhiều những cái cách giải thích khác nhau về việc là tại sao rõ ràng là cái la bàn, nó cái mũi tên màu đỏ này nó chỉ về phía bắc, mà tại sao người ta lại gọi là kim chỉ nam mà người ta không gọi là kim chỉ bắc. Thì có rất nhiều cách giải thích. Ví dụ như có cách giải thích là vì xã hội Trung Quốc ngày đấy họ rất là họ ở phương bắc, đúng không, và họ rất là muốn gọi là mở rộng lãnh thổ của mình và xâm chiếm về phía nam. Chính vì thế nên là khi mà cái la bàn này nó người ta chỉ về hướng nào thì hướng bắc là cái hướng đất đai của họ và họ sẽ xâm chiếm về phía nam, nên là người ta muốn nói là kim chỉ nam, tức là tiến thẳng về phía nam để xâm chiếm những cái vùng đất ở phía nam của Trung Quốc. Đấy là một cách giải thích. Tuy nhiên đứng ở góc độ của văn hóa âm dương và thuyết âm dương thì cũng có một cách giải thích mà cô nghĩ cũng rất là thuyết phục. Đó là người ta có nói là bởi vì phía nam trong tiếng Trung, trong cái văn hóa về thuyết âm dương thì phương nam là một cái phương rất là tốt đẹp, trong khi phương bắc thì là cái phương mà nó thế nào nhỉ, nó rất là nguy hiểm, rình rập mọi người, đúng không? Thế nên là người ta gọi là kim chỉ nam, nhưng mà cái mũi tên thì chỉ về phía bắc, bởi vì người ta không muốn nói là kim chỉ bắc. Kim chỉ bắc là chỉ về những cái chỗ mà nguy hiểm, nên người ta gọi nó là kim chỉ nam. Cũng có một cách lý giải, có một bạn học sinh viên trong những khóa trước thì các bạn có nói là bởi vì kim chỉ bắc, bởi vì là phía bắc là những cái chỗ nguy hiểm, nên là người ta chỉ như thế để nếu mà khi đánh nhau thì mình tránh những chỗ đấy ra.
Đấy cũng là một cái cách lý giải đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì bất kỳ cách lý giải nào thì chúng ta cũng đều thấy là nó cũng đều có những cái mối liên quan nhất định với cái văn hóa về thuyết âm dương và thể hiện cái sự gọi là tin tưởng của người Trung Quốc đối với những cái phương hướng. Còn ở đây thì chúng ta thấy đây là quay lại cái hình ảnh quốc kỳ của Hàn Quốc đúng không nhỉ? Nhật Bản, Malaysia và Singapore. Thì chúng ta thấy ở quốc kỳ của Hàn Quốc nó thể hiện làm sao một cái vòng tròn âm dương đúng không, và bốn cái quẻ này, nếu như các bạn mà tìm hiểu về thuyết âm dương ngũ hành thì chúng ta sẽ thấy đây là những cái quẻ quẻ càn, quẻ khôn đúng nhỉ. Thế thì cái quốc kỳ của Hàn Quốc nếu chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của nó thì chúng ta sẽ thấy là nó thể hiện rất nhiều những cái ý nghĩa khác nhau, ví dụ như là thể hiện cả về màu trắng này thì thể hiện cái sự làm sao nhỉ, cương trực thẳng thắn. Cái vòng tròn ở đây thể hiện cái sự âm dương, cái sự hài hòa trong cái quá trình phát triển, và đặc biệt ở đây các cái quẻ này thì nó thể hiện càn thể hiện về trời, khôn thì thể hiện về đất, đúng nhỉ, rồi mặt trăng mặt trời vân vân, rồi thể hiện cả bốn mùa xuân hạ thu đông, thì nó thể hiện một cái sự phát triển rất là hài hòa bền vững và hòa bình của người Trung Quốc, người Hàn Quốc, những cái mong muốn của người Hàn Quốc. Thế thì chúng ta thấy là với quốc kỳ của người Hàn Quốc thì chúng ta cũng thấy được cái thuyết âm dương ngũ hành được thể hiện rất là rõ ở trong cái hình ảnh của quốc kỳ của người Hàn Quốc đúng không? Hay là đây là quốc kỳ của Nhật Bản, chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh mặt trời trên một cái nền màu trắng, mặt trời đỏ trên cái nền màu trắng. Thế thì chúng ta biết là Nhật Bản là nước mà mọi người hay ví là đất nước mặt trời mọc đúng không? Trong tiếng Trung hay là trong chữ Hán thì Nhật là chính là mặt trời, Bản tức là gốc, Rư Bản, Nhật Bản tức là cái gốc, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mặt trời bắt nguồn từ đây mà ra. Chính vì thế nên chúng ta hiểu, có thể hiểu đấy là đất nước mặt trời mọc. Thì hình ảnh của quốc kỳ Nhật Bản, tất nhiên là nó còn có những cái ý nghĩa khác, nhưng ở đây nó thể hiện đây là hình ảnh mặt trời. Hay đây là hình ảnh của quốc kỳ của Malaysia, chúng ta thấy có hình trăng lưỡi liềm, đây Singapore cũng có này. Rồi đây là mặt trời có 13 cái nhánh tỏa ra, và nó thể hiện là các bang của Malaysia đúng không? Hay là đây là Singapore. Thế thì Malaysia và Singapore thì chúng ta biết là đều có đạo Hồi đúng nhỉ? Và nếu như các bạn tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy quốc kỳ của rất nhiều nước nó sẽ có hình ảnh trăng lưỡi liềm. Hình ảnh trăng lưỡi liềm này nó thể hiện về tôn giáo thì nó thể hiện đấy là những quốc gia mà có đạo Hồi giáo, theo đạo Hồi giáo. Và đây là hình ảnh về nữ thần mặt trăng trong Hồi giáo, truyền thuyết của Hồi giáo. Thế thì quay trở lại, chúng ta thấy là với mỗi một quốc gia khi mà cái hình ảnh quốc kỳ, chúng ta thấy là nó đều ẩn chứa ở trong đấy những cái câu chuyện văn hóa, những cái ý nghĩa văn hóa đúng không, của đất nước đó, của dân tộc đó. Đây chỉ là một ví dụ thôi, còn tất cả những cái khác như phần đầu chúng ta nói là những cái hình ảnh ngôn ngữ, mỗi một cái câu thành ngữ hay mỗi một cái lời nói ví von mà chúng ta nói ra thì nó đều ẩn chứa trong đấy là rất nhiều những cái câu chuyện văn hóa rất là thú vị đúng không nhỉ. Cuối cùng thì có một câu hỏi cho tất cả các em trước khi chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay, đó là thông thường chúng ta nói là dương là những điều tốt đẹp đúng không, hoặc là chúng ta nói là đông, phía đông hay là phía nam là cái phía mà mặt trời mọc, cái phía đón được ánh nắng mặt trời, nó sẽ phải đi đằng trước là tây hoặc là bắc là những cái gì không tốt đẹp bằng hoặc là mang tính chất là lưỡng tàn. Thế thì tại sao người ta lại gọi là âm dương? Ở đây người ta lại gọi là âm dương mà người ta không gọi là dương âm, đúng không? Ví dụ lúc nãy chúng ta nói là đông tây nam bắc phải là cái gì tốt đẹp đứng đằng trước, đúng nhỉ? Thế tại sao lại không gọi là dương âm mà lại gọi là âm dương? Đó, các em có thể tìm hiểu những cái vấn đề liên quan về thuyết âm dương để trả lời cho câu hỏi này nhé. Tất nhiên ở đây thì cô cũng xin bật mí có một cách lý giải. Đó là chúng ta thấy là ví dụ số lẻ là số âm đúng không? Số lẻ là tượng trưng cho âm. Âm thì ví dụ như hình ảnh trăng khuyết, khuyết có nghĩa là chưa đầy. Và khuyết thì bao giờ người ta cũng mong muốn để làm sao? Để cho nó được đầy và nó vẫn còn cái dư địa để nó có thể đầy. Chính vì vậy nên là người ta nói có một cái giải thích, đó là âm dương, sở dĩ gọi là âm dương là bởi vì người ta mong muốn làm sao? Âm là những cái gì mà nó còn thiếu hụt, nó vẫn chưa đầy đủ thì đặt nó ở đằng trước, còn dương là những cái đã đủ đầy thì đặt nó ở đằng sau để nó tương hỗ trợ cho cái âm. Đấy là một cái giải thích. Hoặc cũng có cái cách giải thích nói là vì âm nó làm sao nó rất là thiếu hụt rồi đúng nhỉ, nên là đặt nó ở đằng trước ở dương.
Đấy, thì các em có thể tìm hiểu thêm để chúng ta tìm được cái câu trả lời là tại sao người ta lại gọi là âm dương, yin yang, kể cả trong tiếng Trung cũng vậy nhé, người ta gọi là yin yang, âm dương, chứ người ta không gọi là dương âm. Rồi, như vậy là qua bài học ngày hôm nay, cô muốn truyền tải tới các em những thông điệp như sau. Thứ nhất, chúng ta biết là văn hóa là tinh hoa của một dân tộc và văn hóa thể hiện trong tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, trong tư duy và quan niệm của mỗi người của dân tộc đó. Ngôn ngữ là kết tinh của văn hóa, điều này thì rất rõ rồi, đúng không nhỉ? Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm hiểu quan niệm âm dương cũng như là cách nhìn nhận về vũ trụ, về thế giới tự nhiên của người Trung Quốc nói riêng và người châu Á nói chung thể hiện trong cái từ ngữ chỉ phương hướng. Nó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ thể hiện cái thuyết âm dương cũng như văn hóa âm dương của người Trung Quốc và người châu Á thôi. Chúng ta biết là thuyết âm dương cũng như văn hóa âm dương nó còn thể hiện rất nhiều trong đời sống của người Trung Quốc nói riêng cũng như là người châu Á nói chung. Ví dụ như cô vừa nói là về ẩm thực này, đúng nhờ chúng ta biết là người Nhật Bản hay người Hàn Quốc khi cái bàn ăn của họ có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều các món ăn khác nhau. Khi người Nhật Bản người ta ăn món đậu phụ thì bao giờ cũng phải có gừng, đúng nhờ đậu phụ là thuộc tính âm thì người ta phải thêm gừng vào để thuộc tính dương để làm sao cân bằng điều hòa âm dương. Vậy chúng ta có thể tìm hiểu cái thuyết âm dương nó thể hiện trong cái văn hóa ẩm thực của người dân châu Á, đúng nhờ, hay là cái việc là trung y chữa bệnh bắt mạch, đúng nhờ, và dùng các vị thuốc khác nhau để cân bằng điều hòa âm dương. Thì cái thuyết âm dương và cái văn hóa âm dương có thể nói là nó thể hiện rất là phong phú trong đời sống của người châu Á. Và đây là một cái ví dụ để cô muốn minh họa, để muốn các em hiểu là chúng ta đang học ở một cái môi trường, và khoa của chúng ta là khoa gì? Ngôn ngữ và văn hóa, đúng không? Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, v.v. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang trong cái hành trình tìm hiểu về cái ngôn ngữ mà mình đang học và những câu chuyện văn hóa ẩn chứa đằng sau cái ngôn ngữ đó. Chắc chắn đó là một hành trình vô cùng thú vị. Và cô mong muốn các em thông qua cái lớp mở này của cô, các em có thể tìm hiểu thêm rất nhiều những cái câu chuyện văn hóa thú vị đằng sau cái ngôn ngữ mà mình đang học. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng hơn. Ví dụ như chúng ta tìm hiểu về văn hóa âm dương hay thuyết âm dương của Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy là ô, hóa ra người Nhật, người Hàn, người Singapore, người Malaysia, Đài Loan hay là Việt Nam cũng đều có cái văn hóa âm dương, và cái sự thể hiện trong cái ngôn ngữ cũng như trong đời sống hàng ngày có thể nó rất là khác nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái nhìn làm sao mang cái tính so sánh đối chiếu, đúng nhỉ? Thì đây là hai cái gợi mở rất là nhỏ thôi. Ngoài ra thì cô mong muốn các em là trong cái hành trình tìm hiểu những nét đẹp của cái ngôn ngữ mà mình đang theo học thì chúng ta cùng tìm hiểu những câu chuyện văn hóa rất là thú vị ẩn chứa đằng sau ngôn ngữ đó. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các em đã chú ý theo dõi lắng nghe. Chúng ta còn có những câu hỏi hay là những băn khoăn hay là những chia sẻ, những hiểu biết của các em về vấn đề này, chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ trên group của lớp, và cô sẽ sẵn sàng rất là vui lòng để cùng trao đổi với các em về những vấn đề liên quan. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những chuyên đề lần sau.